Điện thoại Vivo V23e selfie tự nhiên, tự tin nét riêng. Xin chào, quý vị đang quay trở lại với bản tin bóng đá Việt, bản tin cập nhật những gì mới nhất và hấp dẫn nhất của bóng đá nước nhà. Tối qua, đội tuyển Việt Nam bước vào lượt trận thứ 5 của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á với những niềm hy vọng có được những điểm số đầu tiên. Tuy nhiên, trước một đối thủ cực mạnh là đội tuyển Nhật Bản, mặc dù đang không có được những màn thể hiện xứng tầm, Nhật Bản một lần nữa chứng tỏ đẳng cấp của nền bóng đá hàng đầu châu lục. Hai lần thủng lưới nhưng chỉ để thua chung cuộc 0-1. Xét về kết quả thì đội tuyển Việt Nam chỉ để thua tối thiểu trước đội bóng hàng đầu châu lục là Nhật Bản. Tuy nhiên, nếu chỉ tính riêng những cơ hội hay các tình huống nguy hiểm được tạo ra, đội quân của huấn luyện viên Park Hang-seo gần như bế tắc trước những cầu thủ đẳng cấp cao hơn hẳn và chơi ở những giải đấu hàng đầu thế giới. Trong cuộc đối đầu với Nhật Bản, đội tuyển Việt Nam chỉ tung ra được tổng cộng 6 cú sút và chỉ một trong số đó trúng đích. Hai con số này bên phía đội bạn lần lượt là 13 và 5. Đem so sánh với những trận đấu gần đây, có thể khẳng định chạm trán đội bóng xứ mặt trời mọc là màn trình diễn nghèo nàn nhất của hàng tấn công Việt Nam tại vòng loại 3 World Cup. Ở trận đấu gặp Úc, chúng ta cũng thua 0-1 nhưng đã có được 11 lần dứt điểm và 2 cú sút trúng đích. Còn ở trận thua 1-3 trước Oman, ngoài bàn thắng được ghi bởi Tiến Linh, chúng ta đã có 9 lần dứt điểm và 3 cú sút trúng đích. Có thể nói ở trận đấu vừa qua, Việt Nam gần như không có cơ hội để uy hiếp khung thành đội bạn. Một phần vì hàng phòng ngự Nhật Bản đều là những cái tên đẳng cấp đã khẳng định được tên tuổi ở châu Âu như Nagatomo, Tomiyasu hay Yoshida. Một phần vì các cầu thủ của chúng ta đã quá nôn nóng trong khâu dứt điểm, dẫn đến bỏ lỡ cơ hội một cách đáng tiếc hoặc không gây được nguy hiểm. Trong 5 lần thay người của mình, huấn luyện viên Park Hang-seo đã sử dụng hết các tiền đạo tên tuổi ông có trong tay. Nhưng lần lượt Tiến Linh, Công Phượng, Phan Văn Đức, Văn Toàn hay Hà Đức Chinh đều không để lại được dấu ấn gì. Điều này cho thấy sự khác biệt về mặt đẳng cấp giữa Việt Nam và Nhật Bản vẫn là quá lớn. Hy vọng sau trận đấu này, chúng ta sẽ rút ra được những bài học giá trị và chơi tốt hơn ở trận gặp Ả Rập Xê Út sắp tới. Thêm một trận đấu rất vất vả của đội tuyển Việt Nam và chúng ta chưa thể có được những điểm số đầu tiên tại vòng loại 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Dư âm của trận đấu này đã để lại rất nhiều cảm xúc nơi ban huấn luyện cũng như là các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Như vậy là chúng ta đã nhận thêm một trận thua nữa tại vòng loại 3 World Cup khu vực châu Á. Đã có những cảm xúc trái chiều khi để thua Nhật Bản 0-1 trên sân Mỹ Đình tối qua. Buồn có, lạc quan cũng có. Những người bi quan thì sẽ buồn vì chúng ta đã thất bại trận thứ 5 liên tiếp. Trong khi đó nghĩ tích cực hơn, sẽ cho rằng đội tuyển Việt Nam may mắn khi lần đầu được công nghệ và ưu ái hay chỉ để thua tối thiểu trước một đội bóng hàng đầu như Nhật Bản. Sau trận đấu này, khi được hỏi về việc có gặp áp lực hay không, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chia sẻ. Bây giờ như vậy là chúng tôi đã có 5 cái trận thua, thì cái việc mà chúng tôi bị stress, bị áp lực thì vì cái kết quả nó không tốt, tôi nghĩ đó là chúng tôi, nó là một sự thật đối với chúng tôi. Cái cuộc đời bóng đá của tôi thì bây giờ đến ngày hôm nay tôi mới hiểu được là kiếm được một điểm nó khó khăn đến mức độ nào. Thì đúng là chúng ta vào được cái vòng 3 này, chúng ta mới thấy là các đội họ thực sự là mạnh thật. Như vậy là chúng ta cũng đã thua Nhật ở ASEAN Cup, rồi hôm nay thì trên sân nhà chúng ta cũng đúng thua 0-1. Có thể nói là các cầu thủ đã nỗ lực hết sức rồi, nhưng mà chúng qua đây thì chúng ta cũng thấy rằng là rõ ràng là năng lực cá nhân giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản là chúng ta có khoảng cách. Đồng quan điểm với người thầy của mình, thủ môn Bùi Tấn Trường cũng cho biết toàn đội đã phải rất vất vả để chống đỡ những đợt tấn công của các cầu thủ Nhật Bản. Theo như mọi người đã thấy thì đội bóng Nhật Bản là một đội bóng rất là mạnh trong khu vực châu Á của mình và cả thế giới nữa. Họ đứng thứ 28 nên mọi người cũng đã nhìn thấy là trận đấu này mọi người rất là vất vả, anh em hàng phòng ngự rất là vất vả và anh em tất cả đội mọi người trong đội bóng luôn. Vì thấy trận đấu rất là khó khăn cho đội Việt Nam. Mọi người cũng biết là họ chơi bóng ở châu Âu thì một đội ở một đẳng cấp khác, họ xử lý những tình huống rất là tốt so với cầu thủ Việt của mình và họ kiểm soát trận đấu rất là tốt. Có thể thấy đội tuyển Việt Nam đã để thua vì đẳng cấp vẫn còn kém khá xa so với đối thủ. Đánh giá về màn thể hiện của các đồng đội, tiền vệ Nguyễn Quang Hải chia sẻ. Anh nghĩ rằng dù gặp đối thủ Nhật Bản rất là mạnh nhưng mà toàn đội hôm nay thi đấu trên sân nhà và với sự cổ vũ khán giả thì toàn đội đã cố gắng thi đấu
hết sức mình, dù rằng là kết quả không được như mình mong muốn. Và mong rằng thì sẽ tiếp tục được đón nhận sự cổ vũ của tất cả mọi người ở những trận đấu tiếp theo. Bên cạnh vấn đề chênh lệch về trình độ so với các đội bóng hàng đầu châu Á, đội tuyển Việt Nam gặp những kết quả chưa tốt cũng đến từ việc chúng ta đang có rất nhiều cầu thủ quan trọng gặp chấn thương như Văn Lâm, Văn Hậu, Đình Trọng, Hùng Dũng hay Trọng Hoàng. Đây cũng là một trong những bài toán khó khăn nhất của huấn luyện viên Park Hang-seo ở thời điểm hiện tại. Trong số những cổ động viên phát biểu cảm nghĩ ngày hôm qua thì có một cổ động viên rất đặc biệt và ekip phóng viên của FPT Play đã đến tận nhà để tìm hiểu cảm nghĩ, cảm xúc của người cổ động viên đặc biệt này. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. FPT Play đã có chuyến thăm nhà tiền đạo Tiến Linh khi chân sút của câu lạc bộ Bình Dương chuẩn bị bước vào trận đấu với đội tuyển Nhật Bản. Không chỉ có những người thân, khá đông người hâm mộ cũng đã đến nhà cầu thủ này để cùng theo dõi trận đấu. Trận đấu với Nhật Bản quả thực là một thử thách lớn với chân sút sinh năm 1997 và các đồng đội. Bản thân chân sút 24 tuổi dù rất nỗ lực nhưng không có nhiều cơ hội để ghi bàn. Tuy nhiên, kết quả thua 1-0 trước đội tuyển Nhật Bản lại không làm người thân của anh quá thất vọng. Với bà mẹ Tiến Linh, niềm vui lớn trong một trận đấu của con không hẳn nằm ở chiến thắng chung cuộc. Kết quả như này thì cũng không quá bất ngờ lắm, bởi vì đội tuyển Nhật Bản ở người ta ở đẳng cấp khác so với mình. Thì cũng một trong những vài tình tiết trên sân đấu thì cũng có vài sai sót, nhưng mà nhìn chung thì chúng chấp nhận được kết quả này. Và cháu hỏi thật nha, cái cảm giác của một người bố khi nhìn con của mình thi đấu và có những lúc bị đau như thế thì chú như thế nào? Thực ra nhìn thấy con đá trên sân mà bị té mà đau là rất là thương và rất là xúc động và sốt. Đấy, thì cũng chú chỉ biết là thôi cũng động viên Tiến Linh và các cầu thủ thi đấu thật tốt. Và chú cũng đã nói là ngày hôm nay chú chỉ mong là Việt Nam có điểm thôi nhưng vẫn chưa thể làm được. Thì với trận kế tiếp 5 ngày sau gặp Ả Rập Saudi thì chú nghĩ như thế nào về đối thủ đó với Việt Nam? Thực ra thì vào đến vòng loại này thì đối thủ nào cũng mạnh, thì chúng cũng hy vọng là tới trận tới đây thì các cầu thủ vào sân thi đấu tốt hơn nữa và mong rằng trận tới sẽ có một điểm số đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam. Dù sinh sống ở Bình Dương nhưng Tiến Linh lại chưa thể gặp mặt bố mẹ gần nửa năm qua do bận tập trung cùng đội tuyển và dịch bệnh. Tuy nhiên, chứng kiến nguồn động viên lớn nhất của gia đình qua sóng FPT Play, hẳn cầu thủ này luôn biết mình được những người thân yêu quý dõi theo và sẽ là nguồn động lực hơn nữa để Tiến Linh bùng nổ hơn ở những trận đấu tới. Chúng ta cùng chờ đợi. Đánh đâu. Như chúng tôi đã phân tích ở phần đầu bản tin, đội tuyển Nhật Bản đang dần trở lại hình ảnh của nền bóng đá hàng đầu châu lục. Ngày hôm qua họ đã có được chiến thắng kép, chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam và niềm vui từ kết quả cuộc đối đầu giữa hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp, đó là Australia và Saudi Arabia. Tổng hợp về loạt trận ngày hôm qua cũng sẽ là những tin tức cuối cùng của bóng đá Việt ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại vào bản tin ngày mai. Cơn mưa nặng hạt không làm ảnh hưởng đến lối chơi đầy tốc độ của đội tuyển Úc và Ả Rập Xê Út. Đôi bên đều nhập cuộc khá cởi mở với những tình huống hãm thành liên tục. Cả hai đội đều sở hữu những cơ hội ngon ăn để vượt lên nhưng đã không tận dụng thành công. Bước sang hiệp 2, Ả Rập Xê Út chủ động thi đấu chậm lại và chờ cơ hội ghi bàn. Trong khi đó, đội tuyển xứ sở Kangaroo dù đã rất nỗ lực để tấn công nhưng vẫn không đem lại hiệu quả. Những nhân vật chính của hiệp 2 là thủ môn đôi bên. Cả anh Yami và Matt Ryan đều thi đấu tập trung và có những pha cản phá xuất sắc. Sau đó, trận đấu đã phải khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Với trận hòa này, Ả Rập Xê Út vẫn duy trì được vị trí dẫn đầu bảng B với 13 điểm. Trong khi đó, đội tuyển Úc có được 10 điểm và xếp ở vị trí thứ hai. Tại bảng A, đội tuyển Hàn Quốc sớm bắt nhịp với trận đấu và chơi áp đảo trước UAE. Hàng công đội chủ nhà liên tiếp tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, phải nhờ đến sai lầm của đối phương, đội tuyển xứ sở Kim Chi mới có cơ hội vượt lên khi được hưởng phạt đền. Hoàng Hy Chan đã không mắc chút sai lầm nào trên chấm 11m để mở tỷ số cho đội bóng Đông Á ở phút 34 của trận đấu. Bước sang 45 phút còn lại, đoàn quân của huấn luyện viên Paulo Bento vẫn tạo ra hàng loạt cơ hội trước đội khách. Trong một trận đấu kém duyên, ngôi sao Son Heung-min đã khiến khán giả thở dài tiếc nuối khi bỏ lỡ đến 3 cơ hội 10-10 trong hiệp 2. Qua đó tỷ số 1-0 cũng là kết quả chung cuộc của cặp đấu này. Ở một trận đấu khác tại bảng A vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Iran nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát trận đấu với Liban và dâng cao tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Đội khách liên tiếp gây ra sóng gió lên khung thành của chủ nhà. Tấn công nhiều mà không có được bàn thắng, Iran bất ngờ phải nhận trái đắng ở những phút cuối hiệp thi đấu đầu tiên. Với sự trợ giúp đắc lực của thời tiết, Sonny Sad dứt điểm gọn gàng mang về bàn mở tỷ số cho đội tuyển Liban. Bước sang hiệp thi đấu thứ hai, đội tuyển Iran tiếp tục cho thấy sự lấn lướt trong phần thời gian còn lại. Tuy nhiên, tương tự như hiệp 1,
các chân sút của đội bóng này vẫn tỏ ra vô duyên trước khung thành của đội chủ nhà. Kịch tính được đẩy lên cao trào ở những phút bù giờ của trận đấu. Asmo tỏa sáng đúng lúc ở phút 90+1, mang về bàn gỡ hòa quý giá cho đoàn quân của huấn luyện viên Dragan Kocic và thắp lên tinh thần cho các đồng đội. Cũng chỉ 4 phút sau đó, Nolo Rahi đã có pha dứt điểm quyết đoán nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách. Chiến thắng ngạt thở này giúp đội tuyển Iran củng cố ngôi đầu bảng A với 13 điểm. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.